Chào các bạn nha. Đây là cây bằng lăng các bạn, chặt bẫy nha các bạn. Hôm nay mình sẽ test cái ngoái tay này các bạn. Mắng ha các bạn. Đây là cây bằng lăng ha. Cây bằng lăng chặt bẫy các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hãy nhớ đăng ký để xem nhiều món ăn nha. Cảm ơn các bạn.